thưa quý vị và các bạn theo quy định của pháp luật hiện hành các đơn vị sự nghiệp công lập có quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy nhân sự và tài chính những tưởng cơ chế tự chủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp hoạt động xuất bản bứt phá phát triển nhanh tăng chất lượng nội dung và hiệu quả kinh tế thì thực tế các năm qua cho thấy vẫn tồn tại nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ ở lĩnh vực này Chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài Vấn đề tự chủ trong hoạt động xuất bản của tác giả Nguyễn Kiểm. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau đại hội 6 của Đảng, và nhất là sau khi Quốc hội thông qua luật xuất bản năm 1993, trong hai lĩnh vực in và phát hành đã xuất hiện yếu tố dân doanh được pháp luật cho phép và câu chuyện về tự chủ được thực hiện trước hết ở hai khâu in và phát hành. Đến nay, tuy chưa phải là phân ngành có tốc độ phát triển cao so với ngành khác, song lĩnh vực này đã bước đầu thích nghi với cơ chế thị trường và nhà nước hầu như không còn hỗ trợ về tài chính. Riêng đối với lĩnh vực xuất bản, nhiều loại hình tổ chức được áp dụng cho nhà xuất bản thuộc các cơ quan chủ quản khác nhau, nhưng cơ chế vẫn mang nặng tính bao cấp. Một vấn đề không thể không đề cập là loại hình tổ chức đối với các nhà xuất bản. Nghị quyết số 19 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, xác định nhiệm vụ, giải pháp đối với lĩnh vực xuất bản. Đó là chuyển hầu hết các nhà xuất bản sang đơn vị sự nghiệp có thu, trường hợp thật sự cần thiết, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì cho phép chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên 100% vốn nhà nước. Theo quy định hiện hành, các đơn vị sự nghiệp công lập có 3 cơ chế tài chính. Nhà nước bảo đảm 100% kinh phí, nhà nước bảo đảm một phần kinh phí và tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên. Việc áp dụng cơ chế nào đối với từng nhà xuất bản chưa có văn bản quy định thống nhất mà do cơ quan chủ quản thỏa thuận với cơ quan quản lý tài chính có thẩm quyền. Hiện cả nước có 59 nhà xuất bản, trong đó có 49 nhà xuất bản trung ương, 10 nhà xuất bản địa phương. Về loại hình tổ chức, có 43 nhà xuất bản hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập, 16 nhà xuất bản hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước. Theo quy định của Luật xuất bản hiện hành, các nhà xuất bản hoạt động theo tôn chỉ, mục đích và chức năng nhiệm vụ quy định trong giấy phép thành lập, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan chủ quản và cũng chính do quy định này mà nhiều nhà xuất bản có tôn chỉ mục đích phục vụ một dịch vụ công như tuyên truyền đối ngoại nhà xuất bản thế giới nhà xuất bản thông tấn hoặc phục vụ đồng bào dân tộc ít người nhà xuất bản văn hóa dân tộc nhà xuất bản hồng bàng đã giải thể gặp rất nhiều khó khăn đã có nhiều đề án nghiên cứu và thử nghiệm từ đó nhiều ý kiến cho rằng cần có mô hình tổ chức thống nhất trên cả nước như nhà xuất bản tổng hợp nhà xuất bản chuyên ngành hoặc nhà xuất bản trung ương, nhà xuất bản địa phương. Từ mô hình đó sẽ sắp xếp các nhà xuất bản vào cùng một loại hình tổ chức thống nhất phù hợp. Cũng có ý kiến cho rằng nên căn cứ vào kết quả hoạt động các năm gần đây để áp dụng loại hình tổ chức doanh nghiệp hay sự nghiệp đối với từng nhà xuất bản. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng những quy định về cơ chế chính sách của hệ thống luật pháp Đối với các mô hình loại hình tổ chức mới có ý nghĩa quan trọng và quyết định. Mặt khác, các yếu tố tự thân của nhà xuất bản mới tạo ra bản sắc và quyết định sự thành công trong quá trình hoạt động. Nhiều năm qua, bốn nhà xuất bản hoạt động có hiệu quả kinh tế cao, đạt lợi nhuận từ 10 tỷ đồng đến hơn 100 tỷ đồng một năm. Đó là nhà xuất bản trẻ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, đơn vị sự nghiệp công lập. Nhà xuất bản Kim Đồng, đơn vị sự nghiệp công lập. Nhà xuất bản Giáo dục, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước. Đây là các nhà xuất bản có truyền thống, có thương hiệu, người mua ổn định theo những cơ chế khác nhau và có tỷ lệ sách liên kết thấp nhất, chưa đến 10% so với con số hơn 50% của toàn ngành. Nếu nhìn từ mô hình tổ chức trong bốn đơn vị kinh doanh có lãi cao duy nhất nhà xuất bản trẻ là nhà xuất bản địa phương nhưng trên thực tế đã chiếm lĩnh thị trường cả nước được bạn đọc ở nước ngoài yêu mến thực tế nêu trên cho thấy việc xây dựng được thị trường ổn định rộng lớn là yếu tố có tính chi phối đối với thành công của một nhà xuất bản từ đó có thể phân tích ngược lại các yếu tố đầu vào khác như năng lực cạnh tranh khả năng về vốn xây dựng đội ngũ cộng tác viên công tác truyền thông tranh thủ sự hỗ trợ từ cơ quan chủ quản của nhà xuất bản cũng là những yếu tố dẫn xuất quan trọng. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù năng lực của mỗi đơn vị xuất bản là yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại phát triển trong cơ chế tự chủ, song nếu không có sự phối hợp nhất quán và đồng bộ về chính sách cũng như giữa các cơ quan chức năng thì sẽ khó đạt được hiệu quả như kỳ vọng và trên thực tế, đây chính là nút thắt cần kịp thời tháo gỡ. Tiếp tục quá trình đổi mới tư duy và hoàn thiện hệ thống pháp luật về xuất bản, năm 2004, luật xuất bản được sửa đổi bổ sung nhiều chế định mới, trong đó lần đầu kể từ sắc luật 003 năm 1957, luật xuất bản năm 2004 cho phép nhà xuất bản liên kết với cá nhân tổ chức để tổ chức bản thảo hình thành nên xuất bản phẩm. Trong đó, nhà xuất bản biên tập nội dung và sau khi in xong thì ký duyệt phát hành. Luật xuất bản năm 2012 tiếp tục khẳng định vai trò của cá nhân tổ chức trong liên kết xuất bản và quy định cụ thể những hình thức liên kết, trong đó có biên tập bản thảo ở mức độ nhất định. Với những quy định này, vị trí vai trò của nhà xuất bản và các cá nhân tổ chức liên kết xuất bản đã có sự thay đổi đáng kể các nhà sách tư nhân sở hữu nhiều cửa hàng bán lẻ trong địa bàn một tỉnh thành phố đã vươn lên tầm khu vực một số đã có hệ thống nhà sách trên cả nước hiện nhà xuất bản đang vừa là đơn vị kinh doanh vừa là nơi có quyền cấp phép xuất bản tức là thực hiện một phần chức trách của cơ quan công quyền theo suy nghĩ thông thường thì nhà xuất bản có lợi thế hơn đối tác song trong thực tế lại không phải như vậy Nhà xuất bản phải tổ chức biên tập nội dung và chịu trách nhiệm trước pháp luật về xuất bản phẩm của mình. Đây là phần việc có tính quyết định đến chất lượng nội dung của xuất bản phẩm, đòi hỏi đội ngũ biên tập viên giỏi nghề, am hiểu sâu sắc lĩnh vực mình biên tập, đồng thời có khả năng giải quyết nhanh các vướng mắc để rút ngắn thời gian cấp phép. Nếu chậm đối tác sẽ chuyển sang liên kết với nhà xuất bản khác và như thế lợi ích kinh tế của nhà xuất bản cũng sẽ không còn. Vì vậy, không ít ý kiến cho rằng trong hoạt động liên kết, phần lớn nhà xuất bản đang làm phần việc khó khăn, trách nhiệm nặng nề nhưng lợi ích còn khiêm tốn, nhiều khi thua thiệt. Từ thực tế xuất bản trong gần 30 năm qua, không thể phủ nhận vai trò của hoạt động liên kết xuất bản, nhưng cần thẳng thắn đánh giá, đây chỉ là cơ chế có tính quá độ. Nếu tiếp tục kéo dài tình trạng này sẽ không thể giải quyết tận gốc những khó khăn vướng mắc của nền xuất bản trong nước đã và sẽ tiếp tục đặt ra. Để giúp các nhà xuất bản giữ vững vị thế của mình, việc cụ thể hóa các chế định pháp luật đối với các chính sách hỗ trợ của nhà nước trong Luật xuất bản năm 2012 là vấn đề không thể chậm trễ. Tại khoản 1, điều 7 Luật xuất bản năm 2012 gọi là luật, các chính sách của nhà nước đối với hoạt động xuất bản được quy định. Nhà nước có chiến lược quy hoạch phát triển mạng lưới nhà xuất bản cơ sở in, cơ sở phát hành xuất bản phẩm, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật cho hoạt động xuất bản, có chính sách thu hút các nguồn lực xã hội tham gia vào hoạt động xuất bản. Tuy nhiên, việc cụ thể hóa nội dung luật định thành cơ chế có hiệu lực trong thực tế hiện còn khá chậm trễ, thậm chí trong quá trình thực hiện một số cơ quan quản lý nhà nước còn viện dẫn các điều luật khác để không thực thi quy định của luật chuyên ngành về xuất bản. Một trong nhiều thí dụ có thể kể đến là mặc dù tại điểm B khoản 2 điều 7 của luật quy định, nhà nước đặt hàng để có bản thảo và xuất bản tác phẩm, tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, thông tin đối ngoại, phục vụ đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Vùng sâu vùng xa, miền núi biên giới hải đảo, thiếu niên nhi đồng, người khiếm thị và các nhiệm vụ trọng yếu khác. Nhưng việc thực hiện quy định này đã có thời gian bị một số cơ quan có thẩm quyền về đầu tư và tài chính yêu cầu áp dụng quy định của luật đấu thầu. Từ đó xuất hiện một nghịch lý là trên thực tế, một nhà xuất bản hoạt động theo tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ được ghi trong giấy phép thành lập là chỉ chuyên về nông nghiệp sẽ không thể đấu thầu biên tập và xuất bản sách về văn học nghệ thuật. Hoặc cũng tại điểm C khoản 2, điều 7 luật quy định nhà nước hỗ trợ mua bản quyền đối với tác phẩm trong nước và nước ngoài có giá trị phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản nào quy định cụ thể cơ chế, đối tượng, mức hỗ trợ đối với việc mua bản quyền nêu trên. Do đó có thể nói các quy định mới chỉ tồn tại trên văn bản mà thiếu sự khả thi trên thực tế. Sau rất nhiều nỗ lực của Bộ Thông tin và Truyền thông, gần đây mỗi năm toàn ngành xuất bản đã được hỗ trợ thông qua việc đặt hàng khoảng gần 20 tỷ đồng. Nếu so sánh với vai trò nhiệm vụ của ngành xuất bản, đây không phải là số tiền lớn. Ngoài ra, các quy định khác tại điều 7 của luật như hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng, hiện đại hóa cơ sở vật chất, ứng dụng, chuyển giao công nghệ kỹ thuật tiên tiến cho nhà xuất bản phục vụ nhiệm vụ đối tượng và địa bàn vùng sâu, vùng biên giới hải đảo, vùng dân tộc ít người. ưu đãi lãi suất vay vốn theo quy định của pháp luật, hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động quảng bá văn hóa đất nước con người Việt Nam thông qua xuất bản phẩm. Tổ chức triển lãm hội trợ xuất bản phẩm trong và ngoài nước cũng chưa được triển khai trong thực tế. Ngoài ra, đã hơn 5 năm kể từ khi luật xuất bản năm 2012 có hiệu lực thi hành, thiết nghĩ đã đến lúc cần nhìn lại kết quả của việc đưa luật vào đời sống. Lắng nghe những phản hồi từ thực tế sinh động, phong phú và vận động không ngừng của thực tế xuất bản để kịp thời sửa đổi bổ sung nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực xuất bản. Với tinh thần tiếp tục đổi mới tư duy, nhất là tư duy về kinh tế, trước mắt nên có những điều chỉnh cần thiết bằng các văn bản dưới luật để huy động các nguồn lực nội sinh của từng nhà xuất bản. Về lâu dài, cần khảo sát, phát hiện, tổng kết rút ra đặc điểm mới để từ đó sửa đổi bổ sung luật xuất bản phù hợp sự biến đổi phát triển của lĩnh vực xuất bản theo hướng hội nhập với khu vực và quốc tế. Đó là công việc mà các cơ quan quản lý xuất bản và bản thân các nhà xuất bản cần đầu tư nghiên cứu một cách nghiêm túc, tránh trông chờ quá nhiều vào sự hỗ trợ của nhà nước về tài chính. Thực tế, không có mô hình hay loại hình tổ chức nào quyết định sự thành công của một nhà xuất bản nếu nhà xuất bản đó không thể đưa tới cho công chúng những xuất bản phẩm có chất lượng cao. Để các nhà xuất bản có thể tự chủ về tài chính, giảm dần sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước là một quá trình và yêu cầu có tính khách quan. Bên cạnh sự nỗ lực tự thân của các nhà xuất bản cũng rất cần sự giúp sức và tạo điều kiện của các cơ quan chức năng. Cụ thể, các cơ quan quản lý nhà nước Trước hết là quản lý nhà nước về xuất bản, cần tổ chức nghiên cứu toàn diện có lộ trình cho từng thời kỳ, trong đó có cơ chế tự chủ bao gồm cả việc tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ, xây dựng bộ máy tổ chức nhân sự, thật sự trao quyền tự quyết và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật cho giám đốc, tổng biên tập nhà xuất bản. Trước mắt, cần khẩn trương xây dựng một nghị định của chính phủ nhằm thể chế hóa cụ thể hóa nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 về các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có lĩnh vực báo chí xuất bản. Những nỗ lực nhằm tạo sự phối hợp đồng bộ giữa ngành xuất bản với việc vận hành các quy định của nhà nước trong lĩnh vực xuất bản được kỳ vọng sẽ tạo bước phát triển đột phá trong tương lai không xa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài Vấn đề tự chủ trong hoạt động xuất bản của tác giả Nguyễn Kiểm, bài đăng trong mục bình luận phê phán của Báo Nhân dân chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau